liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ngày 9 tháng 11 năm 2019 tại 16 900, quốc lộ 5, xã Nam Sơn, huyện An Dương khiến chị Đặng Thị Nguyện 1997, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, tử vong. Ngày 15 tháng 11, công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc. Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 9 tháng 11, tại 16 900, quốc lộ 5, thuộc địa phận thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy biển số 15A66. Do chị Đặng Thị Quyền đang mang thai 34 tuần tuổi, điều khiển đi theo hướng Hải Phòng, Hà Nội, trên xe chở con trai là Nguyễn Nam Nguyễn sinh năm 2014, đã xảy ra gia chạm với xe ô tô. hậu quả khiến chị Nguyễn và cháu Nguyễn Nam Nguyễn bị thương. Chị Nguyễn được đưa đi cấp cứu, mổ bắt con, đến ngày 11 tháng 11 năm 2019, thì tử vong. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tổ chức các biện pháp điều tra để truy tìm phương tiện gây tai nạn. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, anh Ngô Hải Tuấn sinh năm 1974, là cán bộ công an thành phố Hải Phòng, đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc, đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương tự thú khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn. Hiện công an thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương điều tra, giải quyết vụ việc theo